và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh Sức khỏe và đời sống liên quan đến vụ việc dì ghẻ dạy dỗ con chồng bằng roi mây đến tử vong. Sáng nay ngày 31 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, trú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi tội danh tăng nặng kịch khung hình phạt với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1996, quê Gia Lai. Sáng ngày 31 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, trú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi đồng phạm với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1996, quê Gia Lai, trong việc thượng cẳng tay hạ cẳng chân với NTVA là con ruột của Thái. Lệnh bắt khẩn cấp của ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn vào ngày 30 tháng 12. Liên quan tới vụ bé NTVA 8 tuổi bị mẹ kế dạy dỗ bằng rơi mây dẫn tới tử vong, ngày 30 tháng 12, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã gửi văn bản đến Công an quận Bình Thạnh, kiến nghị xem xét thay đổi tội danh, khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê Gia Lai, từ tội ban đầu thành tội cố ý gây thương tích, hậu quả chết người. Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Công an quận Bình Thạnh khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi vô lương tâm của mình là chưa phù hợp theo quy định của pháp luật hành vi dạy dỗ bằng roi mây của Trang đối với cháu VA trong thời gian sống chung diễn ra nhiều lần, trong thời gian dài và gây hậu quả chết người. Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ông Thái là bố đẻ có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu VA, nhưng dù đã biết hành vi của Trang diễn ra từ lâu, tuy nhiên ông Thái không có bất cứ biện pháp nào cứu giúp để mặc sự việc tác động vật lý lên nạn nhân diễn ra trong thời gian dài. Vì vậy, hội kiến nghị các cơ quan chức năng cần khởi tố cha ruột cháu bé để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban của các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ, với tư cách là một người đã từng tham gia xây dựng pháp luật nhiều năm, trong đó có luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, sau này là luật trẻ em, luật phòng chống bạo lực gia đình, vân vân nói chung, là rất nhiều đạo luật liên quan đến việc bảo vệ sinh mệnh con người. Cùng với tư cách là một người bà, một người mẹ, tôi thấy nhói lòng, nhói tim và không chịu nổi. Không nghĩ ra một sự tàn nhẫn, mất hết tình người của một người phụ nữ chưa có con với một nạn nhân trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Thu, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam, cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cháu bé. Bà Lê Thị Thu nói rằng, các cơ quan chức năng cần xem xét khởi tố người cha và những tội danh phù hợp mới thích đáng với bản chất vụ việc. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Và đối với Việt Nam, những người có độ tuổi dưới 16 tuổi được coi là trẻ em bà Lê Thị Thu nói. Theo kiểm sát viên Trương Hùng Cường, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với các căn cứ tình tiết vừa xảy ra như thương tích, độ tuổi, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê Gia Lai để điều tra. Về tội danh, Kiểm sát viên Trương Hùng Cường cho rằng, đây là tội danh ban đầu trong quá trình điều tra, phát sinh cơ sở để khởi tố thêm tội danh khác. Cơ quan điều tra sẽ có văn bản gửi viện kiểm sát khởi tố bổ sung, trong trường hợp này là hai tội danh. Cũng có thể không khởi tố thêm tội danh mà thay đổi tội danh, nếu quá trình điều tra, thay đổi tội danh khác cần thay đổi. Trường hợp này, vụ án vẫn chỉ có một tội danh, kiểm sát viên Trương Hùng Cường nói. Về người cha của cháu bé trong vụ án, theo ông Cường, quá trình điều tra nếu phát hiện người cha thờ ơ, tiếp tay hỗ trợ thì có vai trò giúp sức. Cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố bị can tiếp theo. Theo một thẩm phán hiện công tác tại một tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, có thể cơ quan điều tra quận Bình Thạnh nhận thấy nghiêm trọng hơn, không thuộc thẩm quyền nữa thì sẽ chuyển cho cơ quan điều tra cấp trên. Trong trường hợp này là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Về người cha của cháu bé, vị thẩm phán nêu trên nói rằng rất có thể cơ quan điều tra xem xét loạt hành vi trong vai trò động phạm hoặc không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm. Về ý kiến dư luận bức xúc cho rằng cần xử lý hành vi giết người, vị thẩm phán nêu trên và kiểm sát viên Trương Hùng Cường đều cho rằng tất cả phụ thuộc vào điều tra ban đầu. Tuy nhiên, theo các vị công tác trong ngành tố tụng của thành phố Hồ Chí Minh này thì chưa xác định ai gây ra. Nếu vụ án này có kết quả điều tra ban đầu, đủ cơ sở xử lý hành vi giết người thì có hai trường hợp. Một là cố ý trực tiếp, người phạm tội biết hành vi của mình biết ảnh hưởng sinh mạng hay là vô ý giết người khi hành vi của mình có thể làm chết người nhưng vẫn thực hiện với thái độ thờ ơ và hậu quả vẫn xảy ra vị thẩm phán tại thành phố Hồ Chí Minh nói vụ án này theo thông tin ban đầu khoảng 19 giờ 43 phút ngày 22 tháng 12 một bệnh viện trên đường Điện Biên Phủ điện báo đang cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê ngưng tim ngưng thở cho công an phường 22 công an tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu Quá trình điều tra ban đầu, anh NKTT, 36 tuổi, trú tại chung cư Sài Gòn Bơ, cha ruột của cháu VA, đang sống chung với vợ sắp cưới là Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê Gia Lai, tại căn hộ chung cư Sài Gòn Bơ. Khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 12, Trang hướng dẫn cháu VA học bài và Trang lớn tiếng la mắng và dùng một cây gỗ tròn tác động vật lý lên người nạn nhân. Khi anh T về nhà, thì sơ cứu cho VA cùng bảo vệ tòa nhà Sài Gòn Bơ đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó cháu A tử vong. Theo một luật sư khác, tội danh của Võ Nguyễn Quỳnh Trang có thể bị thay đổi. Cơ quan cảnh sát điều tra đấu tranh với Quỳnh Trang trong việc làm rõ bản chất vụ án. Nếu qua kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân không phải là hậu quả trực tiếp từ hành vi vô lương tâm của Trang, thì tội danh mà cơ quan cảnh sát điều tra công an của Bình Thành khởi tố là phù hợp. Trong quá trình điều tra, khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố đối với Trang không đúng với hành vi phạm tội xảy ra, thì cơ quan cảnh sát điều tra có quyền ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự thay đổi tội danh theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Về hành vi của Trang, qua thông tin trên báo chí về kết quả giải phẫu tử thi cho thấy hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình Sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, theo khoảng 4 điều 134, nếu cố ý gây thương tích làm chết một người thì khung hình phạt là từ 7 đến 14 năm tù. Trong trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra xác định, khi thực hiện hành vi, bà Trang chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể của nạn nhân. Việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bà, thì hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, hậu quả dẫn đến làm chết nạn nhân, theo khoảng 4.134 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trường hợp trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh được dù không có ý thức tước đoạt mạng sống của nạn nhân, nhưng bà vẫn thực hiện hành vi dạy dỗ bằng dụng cụ lên người nạn nhân vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể như đầu, ngực, vân vân mà có khả năng làm nạn nhân tử vong nhưng bất chấp hậu quả. Trường hợp này được xác định có lỗi cố ý gián tiếp, hậu quả đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó. Hành vi này có dấu hiệu của tội giết người, được quy định tại Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Như vậy, hành vi của bà Trang bị xử lý theo tội danh nào hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nhưng với những gì báo chí thông tin, hành vi của bà Trang theo tôi có dấu hiệu của tội danh cố ý gây thương tích theo khoảng 4 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.